Chỉ cần một phút cảnh giác, chúng ta có thể sẽ phải trả giá với những tên trộm lợi dụng sơ hở, lấy cắp đi những tài sản đắt đỏ. Và đó là một sự việc tương tự như dưới đây được cư dân mạng lan truyền trong những ngày qua. Mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trộm cắp tại một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử vào khoảng 12h30 phút ngày 27 tháng 2. Camera an ninh tại cửa hàng đã ghi lại hình ảnh xấu xí của một người đàn ông lớn tuổi. Lúc này, người đàn ông đang đi xe đạp đến cửa hàng sửa chữa máy tính. Khi thấy chủ tiệm ngủ quên trên ghế và quay mặt đi, người đàn ông lén lút trộm đồ. Sau một hồi ngắm nghía, ban đầu người đàn ông lớn tuổi này định lấy đi chiếc iPad, nhưng sau khi đắn đo, người này đã quyết định lấy đi chiếc MacBook có giá trị khoảng 30 triệu đồng ngay trên bàn. Cuối cùng, tên trộm này cầm chiếc máy tính, lên xe đạp và phóng đi mất. Vụ trộm cắp chỉ diễn ra khoảng 1 phút. Hành vi trộm cắp táo tợn này của người đàn ông đã khiến dân mạng bày tỏ sự bức xúc, đồng thời lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn thận trong việc giữ gìn tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng. Có thể thấy rằng chỉ cần chúng ta lơ là một chút thì chính là kẽ hở để những tên trộm lợi dụng thực hiện những hành vi bất chính của mình. Hãy cẩn trọng hơn để không phải xảy ra những trường hợp như trên.